Việc an trụ pháp không nội, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thẳng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không dốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh. Chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc an trụ chân như, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị. Chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu năm loại mắt, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu sáu phép thần thông, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu mười lực Phật, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu đại từ, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu đại bi, đại hỷ, đại xả, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu pháp không quên mất, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu tánh luôn luôn xả, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu trí nhất thiết, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu 32 tướng đại sĩ, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu 80 vẻ đẹp phụ thuộc, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Này thiện hiện, như vậy Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, trong khoảng một sát na tâm có thể nhiếp thọ đầy đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ thánh đế khổ tập diệt đạo. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thoáng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ năm loại mắt, sáu phép thần thông. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, các việc đã làm chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, thường được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ, nên trong khoảng một sát na, tâm có thể nhiếp thọ đầy đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc,
năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Phật dạy, này thiện hiện các đại Bồ Tát, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, việc hành bố thí ba la mật đa vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu bốn tịnh ngự vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu bốn niệm trụ vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu bốn chánh đọa, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu pháp môn giải thoát không vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc an trụ thánh đế khổ vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc an trụ thánh đế tập diệt đạo vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu tám giải thoát vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu tất cả pháp môn tam ma địa vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu tất cả pháp môn đà la ni vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc an trụ pháp không nội vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc an trụ chân như vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu năm loại mắt vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu sáu phép thần thông vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu mười lực Phật vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu đại từ vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu đại bi, đại hỷ, đại xả vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu pháp không quên mất vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng,
việc tu tánh luôn luôn xả thì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng. Việc tu trí nhất thiết vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng. Việc tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng. Việc dẫn phát 32 tướng đại sĩ vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng. Việc dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, tuy hành bố thí ba la mật đa mà không có hai tưởng, tuy hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà không có hai tưởng, tuy tu bốn tịnh lự mà không có hai tưởng, tuy tu bốn vô lượng bốn định vô sắc mà không có hai tưởng, tuy tu bốn niệm trụ mà không có hai tưởng, tuy tu bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo mà không có hai tưởng, tuy tu pháp môn giải thoát không mà không có hai tưởng, tuy tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà không có hai tưởng, tuy an trụ thánh đế khổ mà không có hai tưởng, tuy an trụ thánh đế tập diệt đạo mà không có hai tưởng, tuy tu tám giải thoát mà không có hai tưởng, tuy tu tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ mà không có hai tưởng, tuy tu tất cả pháp môn tam ma địa mà không có hai tưởng, tuy tu tất cả pháp môn đà la ni mà không có hai tưởng, tuy an trụ pháp không nội mà không có hai tưởng, tuy an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lứng, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không tròn thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà không có hai tưởng, tuy an trụ chân như mà không có hai tưởng, tuy an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì mà không có hai tưởng, tuy tu năm loại mắt mà không có hai tưởng, tuy tu sáu phép thần thông mà không có hai tưởng, tuy tu mười đức Phật mà không có hai tưởng, tuy tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà không có hai tưởng, tuy tu đại từ mà không có hai tưởng, tuy tu đại bi, đại hỷ, đại xả mà không có hai tưởng, tuy tu pháp không quên mất mà không có hai tưởng, tuy tu tánh luôn luôn xả mà không có hai tưởng, tuy tu trí nhất thiết mà không có hai tưởng, tuy tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà không có hai tưởng, việc dẫn phát 32 tướng đại sĩ mà không có hai tưởng, việc dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà không có hai tưởng. Phật dạy: Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, vì muốn viên mãn bố thí ba la mật đa nên ngay trong bố thí ba la mật đa nhiếp thọ tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà hành bố thí,
nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà hành bố thí. Do nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lợi Bát Nhã Ba La